tất cả bà con nhé. Đây em đi đục bê tông này. Các bạn xem cho em xin một like và đăng ký nhé. Đấy em quay mà nó lắng, trong cabin nó lỏng quá, điện thoại nó báo quá nhiệt độ, nó không cho quay máy ảnh. Và em đi quay đây. Biển Bắc gần này lắng lắng hoa kinh khủng rồi. Bác nào cũng bảo làm máy xúc với nhà em nó sướng đấy. Sướng gì đâu, làm thì suốt mà chả lấy tiền đâu. Làm suốt mà không vẫn cứ nghèo. Ai cũng bảo lấy máy xúc nhiều tiền. Bác cứ làm đi rồi biết. Chả bỏ được cái chính thôi.
vào nha, để em đục ra.